Đối dung xin chào các đảng VTV Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Tô Thủy Yên tác giả bài thơ Chiều chiến phá Tam Giang qua đời Chiến đấu cơ Mỹ lại chặt máy bay Nga Trong 2 ngày liên tiếp Và cuộc họp kinh tế giữa Tổng thống Donald Trump Và lãnh đạo Dân Chủ đổ vỡ hoàn toàn Vì cuộc điều tra của ông Mueller Thưa quý vị nhà thơ Tô Thủy Yên tác giả bài thơ Chiều chiến phá Tam Giang Mà một phần được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Vội Nhạc Vừa qua đời lúc 9 giờ 15 phút tối thứ ba 21 tháng 5 tại một nhà hưu dưỡng ở Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi. Ở à, tin này chúng tôi được bà Huỳnh Diệu Bích là hiền thề của ông xác nhận. À, theo bài viết tuyển tập Tô Thủy Yên của tác giả Trần Doãn Nho, đăng trên Nhật Báo Người Việt, thì ông Tô Thủy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, học ở tại Gia Định và sau đó học ở trường British Key Sài Gòn và vào trường Đại học Văn Khoa Tốt nghiệp Ban Pháp Văn. Ờ, ông đã bắt đầu viết thơ làm thơ từ cuối thập niên 50 và trước năm 75 ông cũng là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng hòa từ năm 64 đến năm 75 và tới ngày của chiến Việt Nam kiếm dứt thì ông mang cấp bậc thiếu tá chiến tranh chính trị. Sau đó thì ông bị tù cộng sản hai lần, một lần 10 năm và một lần 3 năm. Đến năm 1993 thì ông định cư tại Hoa Kỳ ban đầu là ở tại tiểu bang Minnesota. Sau đó thì đến năm 2000 ông về Houston sống cho đến ngày nay. À, Tô Thủy Yên là một trong những nhà thơ lớn của văn học miền Nam Việt Nam. À, bài thơ đầu tay của ông được xem đầu tay có tên là Cánh đồng, con ngựa và chuyến tàu. Được sáng tác lúc ông còn là một thiếu niên và nó chỉ có 15 câu mà thôi. Và những cái âm cuối đều bắt kết thúc bằng chiếc âm ầu. Ví dụ ầu, ầu, tàu, cầu, đại khái là như thế. À, theo à, và nhà thơ Du Tử Lê cho biết thì ông Tô Thủy Yên bắt đầu viết bạ có tên cho báo chí từ năm ông 16 tuổi rồi sau đó gia nhập nhóm sáng tạo à, thành hình năm 56 rồi công tác đều đặt với nhiều tạp chí văn học miền Nam với và ông là chủ trương nhà xuất bản văn học kẻ sĩ các tập thơ của ông gồm có thơ tuyển à, ấn bản tại Đức năm 94 và tái ấn bản tại Mỹ năm 95 và thắp tạ à, ấn bản năm 2014 năm 2018 thì ông cho ra mắt tô Thủy Yên tiền tập thơ gồm 96 bài thơ gộp lại những bài thơ từ hai tập trước cộng thêm một số bài thơ sau này à khi Sang Mỹ ông vẫn tiếp tục sáng tác. À, theo bà Hiền Thê, nhiều bích của ông cho biết thì hồi thanh Thanksgiving năm ngoái ông bị đột quỵ và được đưa vào tỉnh dưỡng ở một nhà dưỡng à rehab đó cho đến khi ông chút thời thở cuối cùng. Thì đó đây là một sự mất mát lớn của nền văn học Việt Nam trước năm 75. Máy bay Mỹ lại tiếp tục ngăn cản máy bay của Nga. Ở trên bầu trời Alaska trong hai ngày liên tiếp. Hôm trước tôi có được tin quý vị là hôm thứ hai một số máy bay của Nga à, bao gồm máy bay ném bom và à, chiến đấu cơ su khôi bay trên bầu trời Alaska thì bị hai cái máy bay F-22 của Mỹ và một cái máy bay à, Air -3, Airborne, e 3 Airborne, E-3 Airborne ngăn cản. Thì hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 Bộ Quốc phòng lại xác nhận lại có thêm lần nữa tức là thứ hai một lần và qua thứ ba lại những máy bay của Nga xuất hiện ở các vùng bầu trời phía bắc của nước Mỹ, tức là ở Alaska. Thì kỳ này Mỹ, Mỹ, đưa lên 4 chiếc F-22 và một chiếc Y-3 e lên để ngăn cản những máy bay này không bay vào không phận của Mỹ. Và Mỹ cũng xác nhận là những người máy bay này bay trên bầu trời quốc tế. Nhưng mà điều đáng chú ý là người Mỹ họ cho rằng là trong thời gian qua Nga tập trận ở vùng này rất là nhiều, cho máy bay bay trên trời vùng này rất nhiều. Và có lẽ là họ chuẩn bị để họ đối phó với những cái gọi là tình trạng, tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Và cái này họ bắt đầu từ năm 2007. Nhờ Mỹ bắt đầu để ý mạnh, nhất là sau khi ông Mike Pompeo, ngoại trưởng của Mỹ, hôm tuần trước thứ ba gặp ông Vladimir Putin, tổng thống của Nga tại Sochi. Và có cảnh báo Nga một số chuyện là can thiệp vào nội bộ của Mỹ, cũng như vấn đề gia tăng quân sự. Thì có vẻ như Nga đáp ứng lại cái chuyện này cho thấy là họ vẫn không có chịu lùi bước và Mỹ bây giờ phải giá tăng à, bảo vệ. Sáng ngày hôm nay thứ tư 25 tháng 22 tháng 5 có một cuộc họp rất quan trọng có thể gọi là thượng đỉnh của Hoa Kỳ giữa tổng thống Donald Trump và bà dân biểu Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện và nền đoàn dân chủ. Thì theo dự trù hai bên vô sẽ họp với các bạn với chuyện là chi 2.000 tỷ đô la để xây dựng cầu cống đường xá không? Để và gia tăng nền kinh tế đẩy mạnh kinh tế Mỹ lên. Thì trước khi vào đó thì nó có một cái kẹt như thế này. À, là hôm trước hai bên đã gặp nhau một lần rồi bây giờ gặp nhau để coi ai làm sao chi cái khoản tiền hai 000 tỷ này, lấy tiền đâu ra và liệu như vậy có chấm dứt cái chuyện là mỗi năm Mỹ phải cắt giảm 120 tỷ trong ngân sách để mà giảm mức nợ của quốc gia xuống hay không bởi vì nếu làm như vậy mà sẽ phải tiếp tục, uh, nếu làm như vậy thì sẽ không ngưng chi 120 tỷ mỗi năm như thế, thì sẽ nợ quốc gia sẽ tăng lên, thì đó là nghị trình làm việc của hai bên và đây là có thể nói là cái điều mà hai bên có thể ngồi lại với nhau để làm cho nước Mỹ đi lên nhưng mà trước khi vào họp đó thì ngày ngày hôm qua đó bà Nancy Pelosi bị sức ép rất nhiều bên phía dân chủ là đòi nghĩa là luận tội ông Trump trong cái vụ mà ông bị tố cáo là cản trở công lý à. bởi vì nhất là sau khi có một nhân biểu Cộng hòa của tiểu bang Michigan cũng nói là ông Trump đáng bị luận tội à. rồi bây giờ những cái chuyện mà ông Trump làm trong thời gian qua đặc biệt là cái chuyện hôm thứ hai tổng thống Donald Trump ra lệnh là không cho ông Donald Trump, cựu luật sư tài gốc ra khai trước ủy ban tư pháp của hạ viện bởi vì ông Trump nói là ông này đã khai trong cái cuốn cái bản report của Robert Mueller là không cần phải khai gì nữa. Và ông lấy cái quyền là đặc quyền hành pháp là tất cả những ai làm việc trong tài ốc đều phải giữ bí mật đó. đó. Thì làm cho bên phía dân chủ bực mình mà gây sức ép bà Nancy Pelosi. Mặc dù bà nói là bà không muốn làm chuyện này bởi bà nói thay vì uh, luận tội mà cũng không thể chất phế là bởi vì bên Thượng viện do Cộng hòa kiểm soát thì không thể làm gì được. Thôi lo bỏ đi, lo làm những chuyện khác nữa Mỹ. Nhưng mà các vị dân biểu dân chủ bên bà vẫn tiếp tục ép bà như thế thì trong lúc như vậy đó nó xảy ra những cái chuyện là bà nói rằng là đồng ý ông Trump đang làm những cái việc đó có vẻ như là ông bao che thì bà dùng cái chữ là cover up đó. Thì bên tổng thống Donald Trump đó, trước khi vào họp đó, là ông đã thuyết ra gọi là no collusion, no obstruction of justice, có nghĩa là không có thông đồng với người Nga và không cản trở công lý. Ông nói rằng là bên dân chủ đã coi cái bản báo cáo này rồi, bản báo cáo này dày 448 trang tốn gần 40 triệu đô la trong 675 ngày điều tra, hơn 2.800 cái subpoena tức là chặt đòi và hơn 500 người đã làm chứng. Xong rồi bây giờ có đòi gì nữa. À, thế thì bây giờ ông bảo là bên dân chủ đang muốn là làm lại, gọi là sao bài làm lại. Thì cũng ok, hai bên chỉ qua thì lại vậy cũng được. Vô họp, trước khi vô họp thì bà Nancy Pelosi nói chữ cover up. Thì khi vô họp một cái là ngồi xuống hai bên nói đúng 5 phút rồi. Thì tin cho biết ông Trump bảo là tôi không thể làm việc với quý vị. Nếu quý vị không chấm dứt cái cuộc điều tra này Quý vị chỉ có thể một, làm một trong hai chuyện đấy Hoặc là lo kiếm tiền chi 2 ngàn tỷ để xây dựng kinh tế Hai là tiếp tục điều tra Không thể làm hai thứ một lúc được à. Thế là đứng dậy bà Nancy Pelosi bảo a về à, tôi biết ngay ông già vờ ông đâu có ý định muốn chi 2 ngàn tỷ đô la để xây dựng đất nước đâu Ông là cứ sợ điều tra Thế là đúng 5 phút đứng lên đi ra Đi ra bên Donald Trump họp báo riêng Donald Trump Bên bà Nancy Pelosi họp báo riêng bà Nancy Pelosi Hai bên bên nào cũng nói mình phải cả thì đó là tình trạng bế tắc hiện nay của nước Mỹ liên quan đến ngân sách liên quan đến đề kinh tế của Mỹ chỉ vì các bạn báo cáo mùa lơ mà nó để lại thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị và những gì tới